Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý vị đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Ca sĩ Vũ Hà, bạn thân của Đàm Vĩnh Hưng, lên tiếng trên báo chí kể về những gì xảy ra vào cái đêm 19 tây tháng 2 vừa qua. Đêm mà Đàm Vĩnh Hưng ca hát rồi nhảy lên mâm của bồn phun nước, gặp tai nạn và bị cắt vào chân. Thì đây là lần đầu tiên được xem là phía của Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng kể chi tiết hơn những gì xảy ra. Nên Thanh Tùng muốn mượn một đoạn trong bài phỏng vấn đọc cho quý vị nghe để biết chuyện gì xảy ra với Đàm Vĩnh Hưng vào đêm hôm đó. Sau đó rồi, Thanh Tùng sẽ mời quý vị nghe phần lên tiếng của nữ ca sĩ Hương Lan. Dầu không nhắc tới tên Đàm Vĩnh Hưng, nhưng rõ ràng phần lên tiếng của nữ ca sĩ Hương Lan có vẻ như đang ngầm ám chỉ về sự việc này và nhắm vào một số các đồng nghiệp. Và phần cuối của chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn lên tiếng của ký giả Kim Âu Hà Văn Sơn. Ông nói rằng những ai chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện để đòi bồi thường vừa qua, những ai chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng là ngu. Rồi, Thanh Tùng sẽ mời quý vị cùng xem, cùng theo dõi. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đây là một vài mẹo nhỏ để ghi nhớ cho buổi tiệc sắp tới của quý vị. Các vật dụng như khay đựng thức ăn bằng nhôm và lọ thủy tinh có thể tái chế nhưng cần phải vét sạch. Chỉ cần đổ hết thức ăn và chất lỏng ra khỏi đồ tái chế, sau đó dùng một cái thìa để rút hết toàn bộ và vét sạch. Nếu quý vị có thể lật ngược đồ tái chế mà không bị đổ thức ăn hoặc chất lỏng ra ngoài thì đã sẵn sàng để tái chế. Nếu quý vị bối rối về việc tái chế, chúng tôi ở đây để giúp. Truy cập sanjosetaiche.org để tìm hiểu thông tin về việc phân loại rác thải. Ta về nhớ Huế mộng mơ, nhớ tô bún Huế ra liền sông Hương, mênh mang thổn thức cồn cào, gọi liền bánh nậm, ít ram, bánh bèo. Quý bà con ở Cali hay bất cứ nơi đâu muốn cảm nhận hương vị quê hương qua tô bún bò Huế đậm tình miền Trung, xin mời đến với bún bò Huế sông Hương, một địa chỉ đáng tin cậy, nơi phục vụ các món ăn đặc sản miền Trung chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị. Bún bò Huế sông Hương tọa lạc tại 929 Story Road, suite 2018 San Jose, trong khu Việt Nam Thao, bên hồng Walmart, điện thoại 408-549-3195. Đặc biệt, chúng tôi đang có chương trình promotion phở chỉ có 12.99, bún bò Huế 15.95. Bún bò Huế sông Hương, trân trọng, kính mời! Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408-528-9297. Thưa quý vị, đây là một đoạn trong cuộc trả lời phỏng vấn của ca sĩ Vũ Hà với báo Dân Việt. Bài phỏng vấn này được đăng vào hôm thứ Hai đầu tuần này và người phỏng vấn là ký giả Hà Tùng Long. Khi ký giả Hà Tùng Long hỏi ca sĩ Vũ Hà là xin cho biết là chuyện gì xảy ra khi mà Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn ở tư gia của Gerard Williams và ca sĩ Bích Tuyền ngày 19 tháng 2 vừa qua, thì ca sĩ Vũ Hà đã trả lời nguyên văn như sau. Hôm đó, tôi cũng có mặt ở đó và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Chuyện là hôm đó tôi mới qua được vài ngày nên bị lệch múi giờ và khá mệt. Tôi biểu diễn xong ở phần đầu chương trình thì ra phía sau nằm nghỉ. Đang nằm thì nghe tin tai nạn, tôi lại vội vàng chạy ra. Mới đầu không ai nghĩ Hưng bị thương nặng đến thế. Đến khi rút chân ra khỏi giày thì ba ngón chân của Hưng bị dập nát hết. Mọi người cứ tưởng tượng một mặt bàn nặng khoảng 500kg có cảnh sát chém vào giày thì làm sao mà chân nguyên vẹn được. Như vậy đây là lần đầu tiên, bản thân của Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ là Hưng bị cắt tới ba ngón chân nha quý vị, chứ không phải là hai ngón như một số người đã đồn đoán trước đó. Lúc rút chân ra khỏi giày tôi muốn xỉu luôn. Mọi người vội vàng cho vào bịch nước đá ướp lạnh để mang đến bệnh viện nối lại nhưng không thể nối được. Nhưng Hưng không kể chuyện này ra nên mọi người không hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Hưng vĩnh viễn mất đi ba ngón chân và bây giờ đi lại rất khó khăn. Nếu bây giờ Hưng bước ra sân khấu, mọi người sẽ thấy đi không được bình thường vì mất hẳn ba ngón mà,
sao mà đi bình thường được. Ở bên đó khác bên mình lắm. Ở bên đó tức là bên Mỹ đó. Ở bên đó khác bên mình lắm. Khi xảy ra một vụ việc như thế thì động thái đầu tiên là phải thưa kiện và đòi đền bù. Ai bị như Hưng cũng sẽ làm như thế hết. Vì đây không phải là một vụ tai nạn bình thường mà rất nghiêm trọng. Nó khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn, kéo theo đó là sức khỏe giảm sút, tinh thần khủng hoảng, thương tật vĩnh viễn, rất nhiều hệ lụy khác đi kèm. Ký giả có đặt câu hỏi, ở thời điểm hiện tại thì sức khỏe và tinh thần của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng như thế nào? Thì ca sĩ Vũ Hà trả lời như sau. Bây giờ Hưng tội nghiệp lắm, Hưng phải đấu tranh với chính bản thân và suy nghĩ rất nhiều chuyện, có nên tiếp tục sự nghiệp hay dừng lại. Hưng chịu nhiều áp lực từ dư luận, những người không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện mà cũng không thể nói ra hết sự tình. Hưng gầy đi trông thấy, với tôi thì sức chịu đựng và sự mạnh mẽ của Hưng khiến tôi khâm phục. Về chỗ bị thương thì tạm thời Hưng đã đỡ đau nhưng đi lại không được bình thường. Hưng có đặt ba ngón chân giả bằng silicon để lắp vào mỗi khi đi giày, nhưng đi lại vẫn khó. Từ hồi bị tai nạn đến giờ, lúc nào Hưng cũng phải đeo vớ ở chân. Thực ra bây giờ câu chuyện này bùng ra và lắng xuống rồi tôi mới dám nói, chứ không thì tôi cũng giấu luôn. Lúc mới bị, mẹ Hưng, con Hưng, người thân của Hưng đều không ai biết Hưng bị mất ngón chân hết. Câu hỏi, chứng kiến bạn của mình bị búa rìu dư luận bủa vây, tại sao anh không lên tiếng để minh oan cho bạn, anh sợ điều gì? Thì ca sĩ Vũ Hà trả lời. Khi sự việc xảy ra cũng có rất nhiều người gọi điện hỏi tôi, nhưng tôi chỉ bảo việc kiện cáo đã có tòa án, cứ đợi tòa án tuyên án thì sẽ biết ai đúng ai sai. Trong khi tòa chưa tuyên án mà mình đã xử án thì thành ra vô duyên. Tôi thấy bây giờ không chỉ riêng vụ của Đàm Vĩnh Hưng đâu mà rất nhiều vụ việc khác. Người ta rất thích làm quan tòa online và cho mình cái quyền được xét xử người khác dù mọi thông tin chỉ là nghe hơi nổi chỏ. Chú ý đó là phần lên tiếng trả lời phỏng vấn của ca sĩ Vũ Hà, bạn thân của Mr. Đàm. Thanh Tùng xin phép miễn bình luận. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin. Còn lại, quý vị sẽ là những người quyết định về câu chuyện này. Thanh Tùng không bình luận nha, chỉ mang tin đến với quý vị. Còn bây giờ, mấy ngày nay xôn xao chuyện của nữ ca sĩ Hương Lan lên tiếng. Và nhiều người cho rằng Hương Lan lên tiếng là ám chỉ ngầm tới sự việc của Đàm Vĩnh Hưng. Nữ ca sĩ Hương Lan lên tiếng nói gì? Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe sau đây. Nhưng mà bản thân chị nói là ở người ngoài mình đã bị người ngoài người ta cấu xé rồi. Có những người sống ở ngoài họ không thích nghệ sĩ, thành ra làm chuyện này là họ hùa theo nhau để mà họ chà đạp xuống. Nhưng ở đây chị muốn nói trong nghệ sĩ với nhau đừng thừa nước đục thả câu, không có được. Dầu trong lòng mình có ganh ghét, có ganh về tài nghệ, có ganh về tiền bạc, có ganh về bất cứ những cái gì đó, cũng ráng dằn lòng xuống. Vì mình mở miệng mình nói, người ta nhìn vào không có đẹp đâu. Bây giờ người ta cũng nói, ờ thấy không, thằng này nó còn nói kia vậy đó, đừng nói mình. Nhưng thật sự cái người họ nhìn vào mình, khán giả nhìn vào mình, chung quanh nhìn vào mình, đó là một cái điều không đẹp cho cái đồng nghiệp với nhau. Cái hành xử nó không đúng. Cho nên chị khuyên các em thận cẩn trọng lời nói, và nhất là những người họ gặp cái nạn tai hay gặp một cái công chuyện gì đó mình không giúp thì thôi, chẳng có ai bàn gì các em, chẳng ai nói các em xấu cả. Nhưng ở đây đừng đem ra mà chà đạp nhau. Cái điều chị nói ở đây với cái tình cảm của chị rất là khinh bỉ những người đồng nghiệp như vậy. Thưa quý thính giả, đó là một phần của livestream của nữ ca sĩ Hương Lan. Livestream thì thường là để ca hát, nhưng cũng là dịp để các anh chị em ca sĩ họ chia sẻ tâm tình, suy nghĩ của mình với khán giả. Và đây là một phần trong livestream. Và nữ ca sĩ Hương Lan lên tiếng mặc dù không nhắc gì tới tên của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng rất nhiều khán giả tin là nữ ca sĩ Hương Lan đang nhắn nhủ cho một số các đồng nghiệp, đàn em, đàn con, đàn cháu khi mà nói chuyện về vụ scandal hết sức là ồn ào của Mr. Đàm kiện vợ chồng của ca sĩ Bích Tuyền và Charles Williams. Quý vị nghĩ sao về phần lên tiếng này? Thì xin cho chúng tôi được nghe ý kiến của quý vị, được nghe bình luận của quý vị
Nếu quý vị xem ở trên YouTube thì xin cho chúng tôi những lời bình luận, dĩ nhiên là Thanh Tùng kêu gọi là mình bình luận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và không có gây xúc phạm tới người khác nha quý vị. Xin cho Thanh Tùng được nghe phần bình luận của quý vị sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng trở lại, sau mời quý vị nghe phần lên tiếng của ký giả Kim Âu Hà Văn Sơn từ Atlanta. Ông gọi những ai chỉ trích Mr. Đàm trong vụ kiện đòi bồi thường là đồ ngu. Mời quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Cứ ngỡ rằng câu chuyện của Mr. Đàm kiện đòi bồi thường sau khi xảy ra vụ tai nạn ngày 19 tháng 2 vừa qua và mất 3 ngón chân tàn tật vĩnh viễn, nó đã lắng xuống theo sự kiện, theo dòng sự kiện. Là bởi vì Mr. Đàm đã rút đơn, còn phía bên vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền và Gerard thì cũng tuyên bố là sẽ thứ tha. Thì có vẻ như sớm muộn gì rồi câu chuyện này cũng sẽ được giải quyết ở ngoài tòa và giải quyết ở đời thường. Thế nhưng nó vẫn chưa lắng xuống được. Là bởi vì lại dậy sóng với lời tuyên bố được xem là hết sức gây tranh cãi của một ký giả được xem là lão thành, hiện đang sống tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Đó là ký giả Kim Âu Hà Văn Sơn. Ông giải thích lý do vì sao nên xem đây là một vụ kiện hết sức bình thường ở nước Mỹ, mà đặc biệt ông gọi những ai chỉ trích ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện này là ngu. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmature là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmature là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi, dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh DMV và đối diện Costco, 408-279-5843. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408-293-5900. Nào, đây là một đoạn trả lời lên tiếng của ký giả Kim Âu Hà Văn Sơn, người đang sống ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, với YouTuber là anh Lân Vũ, Vũ Hoàng Lân từ phố Bosa, liên quan tới nhận định của ký giả lão thành này về việc mà Đàm Vĩnh Hưng để đơn kiện và đòi bồi thường và phản ứng của dư luận đối với Đàm Vĩnh Hưng. Chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn lời lên tiếng của ký giả Kim Âu Hà Văn Sơn sau đây. Luật pháp của Hoa Kỳ làm ra để bảo hộ người dân, thành ra cái luật bảo hiểm nó cũng vậy. Sở dĩ có bảo hiểm thì cái khi xảy ra tai nạn, người ta không phải là quay qua mắng chửi nhau rồi đưa ra cái chuyện rằng Gera thế này, Đàm Vĩnh Hưng thế kia. Thật ra cái vụ đó hoàn toàn không cần đến công luận. Công luận can thiệp vào vụ đó là nhảm. Nó chỉ là một cái vụ tai nạn bình thường thôi. Còn cái nội tình tai nạn như thế nào thì những cái người trong cuộc họ biết với nhau. Mà nếu tôi là người như ông Gera,
tôi là chủ cái nhà đó, thì mọi chuyện nó êm nhanh lắm. Bởi vì khi xảy ra tai nạn đối với Đàm Vĩnh Hưng, nên nhớ là cái tiền mà Đàm Vĩnh Hưng nằm viện nó không ít đâu nhé, vài ba trăm ngàn đấy, thì bảo hiểm sẽ phải trả. Và tôi là tỷ phú mà, thì cho Đàm Vĩnh Hưng thêm 2-3 triệu nữa thì êm ngay. Cậu ấy êm ngay, chả có gì cả, dư luận không ai phải lên tiếng rằng ôi Đàm Vĩnh Hưng là người như thế này rồi như thế kia, ông tỷ phú, ông ấy giàu có, ông ấy tử tế. Sorry quý vị không được một cách nào đấy. Quý vị chỉ đi nịch bợ bậy bạ, đứng trước pháp luật Gerard, William de Tơ và Đàm Vĩnh Hưng như nhau, mà từ Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một permanent resident, không phải là công dân Hoa Kỳ. Tôi nói để cho quý vị biết, đừng tưởng rằng permanent resident là không kiện được, không đi kiện được. Tôi nè, bản thân tôi nè, đến nước Mỹ chưa được một năm, chỉ có 6 tháng thôi, tôi là người đứng đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ. Ai bảo rằng permanent resident là không kiện được? Luật pháp là nó bảo vệ con người, và người nào cảm thấy mình bị thiệt hại với cái đối tượng nào thì người ta sẽ đệ đơn, người ta kiện đối tượng đấy. Cái việc làm của người ta, quý vị mà phê phán là quý vị sai, ngu, không biết gì cả, lạc hậu. Mà làm như các cái chuyện mới rút đơn vào kiện lại đã thấy rút đơn ra, và cái rút đơn ra này đương nhiên ở trong đó nó có những cái vấn đề chúng ta không phải là người trong cuộc, chúng ta không dính dẫm vào nên chúng ta không hiểu được là có thể người ta đã xê tổ với nhau rồi. Chứ bên luật sư của Đàm Vĩnh Hưng khi mà đưa vào rồi mà không xê tổ được vài triệu thì họ có tiền họ cũng không rút đơn đâu. Tại nó đối với tôi thì chẳng cần xem cái các cái lawsuit là gì. Người ta dùng từ, người ta còn không biết dùng từ. Đó là một cái lawsuit, ha? Claim về thương tích cá nhân. Và cái claim này thì cái gia chủ đó với cái nhà 20 triệu đô đó đương nhiên là có bảo hiểm. Gia chủ sẽ với tới bảo hiểm để xem giải quyết cái vấn đề này. Cũng như là ông Gerard nói, nếu bảo hiểm mà nó chấp nhận trả 50 triệu là nó sẽ sạt nghiệp, nó sẽ bị destroy. Thì đương nhiên là như vậy, Khánh ở trong đây nó có sự can thiệp của các công ty bảo hiểm, nhưng mà tôi không nói đến vấn đề đó. Tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng quý vị ở nước Mỹ, quý vị hãy văn minh lên, quý vị đừng cứ tiếp tục lạc hậu như là những cái anh mà răng đen má tấu ở Việt Nam, ok? Quý vị đừng như bọn bò đỏ, dư luận viên nhảy lên, nói láo nói lếu ở trên các cái diễn đàn liên mạng của người Việt hải ngoại. Quý vị hãy văn minh cho nó đúng. Cái việc bảo hiểm nó bồi thường có phải là người ta kiện cái người chủ đâu. Người chủ chỉ là người đứng tên căn nhà. Và trên nguyên tắc rằng cái căn nhà 20 triệu đó, nếu mà không có bảo hiểm, không bao giờ mua được căn nhà đó hết. Và khi đã bảo hiểm rồi thì tất cả những cái liability nó sẽ cover tất cả những chuyện gì xảy ra ở đó. Chúng ta ở nước Mỹ hàng mấy chục năm rồi, sao mà lạc hậu đến thế? Tôi không cần biết Đàm Vĩnh Hưng là ai. Đó là một con người bị thương tích, mất 3 ngón chân, đi ra tòa. Cái đó là cái bằng chứng lớn nhất để anh ta thắng. Nhưng mà tôi không hiểu rằng cái bí ẩn đằng sau nó là như thế nào. Mất 3 ngón chân là phải thắng thôi, thắng nhiều hay thắng ít. Thế rồi còn cái cross claim gỡ lại được chừng nào, đó là vấn đề khác.
Anh đừng có nói rằng anh tôi là Đàm Vĩnh Hưng không khai thuế rồi đi ca hát đi này nọ, là anh xóa được cái chỗ rằng anh đã gây ra cái thương tật vĩnh viễn cho Đàm Vĩnh Hưng. Cái đó làm sao anh chối cãi được trước pháp luật? Mà pháp luật Mỹ nào mà ngu đến thế, người ta không xử cái người đó, người ta không bắt cái người chủ đó phải bồi thường. Quý vị phải tỉnh táo và quý vị hay nghe những lời nó đúng. Cái chuyện mà bảo hiểm và bồi thường thương tích của bảo hiểm của phía gia chủ hoặc tổ phía bên kia là nó rất thường, không có gì để mà quý vị bảo rằng vô đạo đức hay là có đạo đức cả. Tôi thử đặt ra một cái trường hợp, hôm đó cái mà mâm nó không rơi xuống ngay dưới chân mà nó dọc ngay vào cái xương hông của Đàm Vĩnh Hưng, bể cái xương hông bay cả con cu rồi thì nhân đạo à, tình tự à, tình người à, không có tình gì ở đó cả. Cái này may nó chỉ mất ba cái ngón chân ở dưới chứ nó không phải mất cái ngón chân giữa. Nếu mất cái ngón chân giữa thì còn mệt nữa. Trước pháp luật và ở nước Mỹ này, đúng sai là đưa bảo hiểm, đưa bằng lái cho người ta và lấy cái bảo hiểm, cái bằng lái của người ta về mình chụp hình để làm bằng. Rồi cảnh sát người ta lập biên bản xong. Rồi sau đó nếu mà kiện nhau lớn hay gì thì tới tòa, còn không thì thôi. Như tôi về Atlanta 6 tháng sau nhận được bồi thường 4.000 mấy. Thành ra cái việc mà đi kiện khi mà mình bị thiệt hại, đó là cái quyền của một con người ở trên trái đất này. Anh nào mà đi chửi những cái người như thế là những anh đó ngu. Các anh không hiểu gì về luật pháp cả, các anh là những người lạc hậu, các anh ở thế kỷ thứ 18, 17 gì đó. Dạ, thưa quý thính giả, đó là một phần trong sự lên tiếng của ký giả Kim Âu Hà Văn Sơn, người đang sống tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Người cho rằng chuyện mà đi kiện của Đàm Vĩnh Hưng là có quyền để kiện như vậy và chắc chắn là sẽ thắng vì đã mất ba ngón chân. Và ông gọi những ai chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng là ngu và lạc hậu. Quý vị nghĩ sao về phần lên tiếng này? Xin cho Thanh Tùng được nghe ý kiến của quý vị ở dưới phần bình luận nếu quý vị đang xem ở trên YouTube. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị dành cho Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay. Và hẹn gặp quý vị tiết mục này vào ngày mai.